cho tam giác vuông với các cạnh góc vuông là 7 nè, 24 nè, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền, tính độ dài đường cao và các đoạn mà đường cao chia ra trên cạnh huyền, hay nói cách khác đó là hình chiếu đó các bạn, hình chiếu. Vậy mình lấy ví dụ luôn nè, ví dụ thực tế luôn nè. Cho tam giác ABC, ABC vuông tại A, AB bằng 7, AC bằng 24, đường cao A, AH. Vậy người ta kêu tính AH đó các bạn, AH nè, chính là đường cao. Tính BH là hình chiếu của AB lên BC. Tính HC là hình chiếu của AC lên BC. Được chưa? Rồi, bắt đầu các bạn tính nha các bạn. Ở đây các bạn nhớ nè, để giải quyết được những bài toán kêu tính độ dài của các cạnh trong một cái tam giác vuông nha, trong một tam giác vuông, thì các bạn phải nhớ đến những cái hệ thức lượng của tam giác vuông. Thì ở đây muốn tính đường cao AH thì có rất nhiều công thức. Ví dụ nè, ví dụ công thức thứ nhất đó là cao bình bằng chiếu nhân chiếu. Chiếu nhân chiếu là hình chiếu đó các bạn, được chưa ạ? Thứ hai nè, đó là cao bình, xin lỗi, cao nhân huyền bằng vuông nhân vuông, là cạnh góc vuông nhân cạnh góc vuông đó các bạn. Hoặc 1 phần 2, xin lỗi, 1 phần cao bình sẽ bằng 1 phần vuông bình cộng 1 phần vuông bình. Được chưa? Ba công thức này các bạn hãy dựa vào dữ liệu của đề bài, các bạn xem coi các bạn dùng công thức nào được. Thì mình sẽ dùng công thức số 2 hoặc số 3 được. Số 2 hoặc số 3 được. Bạn nào thích thì dùng số 3, bạn nào thích thì dùng số 2. Thì lợi hãy chọn công thức số 2, bởi vì chút mình cũng tính BH và HC. Vậy ta xét cái tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Thì ta có. Thứ nhất, ta dùng định lý Pythagore trước để tính BC. BC bình bằng AB bình cộng AC bình. Đây là định lý Pythagore các bạn nhớ viết ở đây là định lý Pythagore. Được chưa? Vậy BC bình sẽ bằng 4 bình cộng 24 bình. Xin lỗi, đây là 7 nha. Đây là 7. Rồi, các bạn tính giúp lợi xem ra bao nhiêu ạ? À? 7 bình cộng 24 bình bằng 625. Vậy từ đây suy ra BC, lấy căn nó bằng 25 cm, và điền vào 25. Khi đã có BC rồi thì ta sẽ áp dụng đến, ta có áp dụng cao AH nhân huyền BC bằng vuông nhân vuông. Vậy suy ra AH sẽ bằng chuyển BC qua hàng chia BC. Vậy bằng 7 nhân 24 chia cho 25. Tính ra giúp lợi. Ra 6,72 cm. Rồi, tới đây tiếp tục ta dùng kiến thức đó là vuông bình AB bình. Vuông bình nè sẽ bằng chiếu nhân huyền, vậy là BH nhân BC. Vậy từ đây suy ra BH sẽ bằng chuyển qua thành chia, vậy là AB bình chia BC. Các bạn tính ra giúp lợi. Tương tự AC bình bằng HC nhân BC, suy ra HC bằng AC bình chia
B, C. Ra kết quả comment ở phía dưới giúp Lợn.